rau này là cái bằng là nhãn lồng, chùm bao là nhãn lồng đó, nhãn lồng. Rồi đây là chôm chôm hai màu, cái này đi hái vô, còn đây là một tới là cây nhà lá vườn đúng không cô? Đúng rồi, hái, ở vườn của chú Thanh, người nhà chú Thanh Sang trồng. Ủa cô là em của chú Thanh Sang hả cô? Còn wow, em ruột luôn hả cô? Hiểm sim đó nè, người cô có gì rau đai nữa, người xả nữa nè, ớt ớt sim. Ủa cái này cô mua hả? Đúng rồi, hủ qua vườn đó, hủ qua vườn, hủ qua vườn. Ở nhà về giờ thăm thành phố nấu nước mùa xuân. Ủa vậy không phải đâu anh, sai bài rồi. Anh nếu mà anh nói hôm qua là anh phải đọc cái câu này. À câu gì? Hủ qua gì, khổ qua đáng, khổ qua đèo. Anh thương em không phải giàu nghèo. Ừ đúng rồi, mới đúng. Ừ, khoan khoan để một người nói thôi, rồi em nói lại đi, anh xíu xíu vô hai. Nói lại đi. Dạ được rồi, em nói là không. Hủ qua đắng, hủ qua nghèo, anh thương em không phải giàu nghèo, mà anh thương em vì trái hủ qua này. Như là mình quá trời luôn. Quá trời ngon của chú ơi. Con giả quá đồ dù. Hủ qua đèo. Vậy là cô coi nè ha. Có cô coi đó. Coi chứ. Ủa cái này cô hái, cô mua hả? Cô về ăn hả cô? Cô có thấy cô về chờ mua. Cái này là không có mua mà ở nhà trồng. Ở nhà. Hồi cho phu nhân của chú Thanh Sang. Cho bà bạn là phu nhân của Thanh Sang. Wow. Là một lần có phu nhân à. Của chú Thanh Sang xuống nữa. Wow, tại vì tụi con rất là hâm mộ chú Thanh Sang. Mà như là có mà cô xuống thôi tuyệt vời luôn cô ơi. Để cô xuống chắc ca hay lắm mà. Để ngồi đâu. Cô vợ chú Thanh Sang xuống ca hay. Vô đây nói chung với là của một hồ nó gặp đừng có kêu bác bằng gì nha, chỉ là kêu bằng chị hoặc bằng cô đi cho trẻ đừng có kêu. Đừng nên điều kêu cô kêu bác nha. Giờ tắt đi chút nữa quay. Dạ. Giờ quay cô nó quay nhiều quá cô ngại lắm luôn á. Hả? Nói dạ, hồi quay có cắt ra bỏ mớ không? Dạ. Để quay nhiều quá. Con chỉ hỏi thôi chứ không. Ra ra ra. Cô ơi, dạ. Em đâu biết cái nói chuyện đâu anh. Em không làm YouTube, em làm cái khác rồi, nó đã có phần này nhiều lắm. Nó chứ giờ tắt đi để chút rồi có nghệ sĩ dạ lên quay, đừng quay coi nhiều quá. Nghệ sĩ lại lên cái này không bao giờ phải đủ nha. Đây phải tự là nó được bao giờ tự người khác. Không, không thì bình thường cái gì đâu. Nhiều nói nhiều. Không, bữa nãy là em chỉ dự đoán không mà ai ngờ cái cô nói tuổi luôn. Cô 70 rồi, cô nói cô 70. Dạ, dạ đúng rồi, không con, nãy con đoán cô 70 nói 65 đâu được hả cô? 50. Đúng rồi. Con nói chắc cô thấy cô trẻ quá. Mà cô lại nói cái tuổi của mình ra. Còn con giờ có 24 mà ai hỏi con nói 42. Con phải nói cứ tuổi con. Cô ở đâu hả cô? Cô hả? Dạ. Giờ thì cô đang ở ngoài Mỹ Phước 1. Mỹ Phước 1. Gần đây cô hả? Dạ. Bà con cô Mỹ cậu hả? Gần tí chợ không cô? Bà con cô cậu là bà con ruột rồi, gần sát bên luôn. Ruột cô gì nữa ruột. Cô cậu mà không ruột cho được. Rồi. Cô cậu chú bác là ruột. Ông dặn đó. Xem như nhiều khi anh em ruột mà không thương bằng là cô cậu chú bác nha. Tắt đi chút nữa. Dạ dạ dạ. Đi chút nữa quay, chút nữa có. Dạ lên chưa đủ anh cô nha. Chị tới rồi quay. Là một lát nữa có vợ chú cờ. Có luôn, vợ luôn. Ồ hôm nay diện kiến nha. Cô bây giờ cô tắt để cô làm hả cô? Ờ để mình đi để quay cô nhiều quá. Dạ. Thôi, bây giờ lần này á là mình quay thôi, để lần sau cô xuất hiện nữa mình quay nữa là được, hiểu không? Để cô ngại cứ cái gì cũng phải mình dìu lên từ từ hết cô ha. Tôi lên coi cô con miếng hả? Coi thử coi clip cho cô. Ai quay gọi cho cô coi miếng kìa cả nhà. Con chưa quay chưa xong con. Quay chưa xong luôn á. Con quay chưa xong luôn cho con quay miếng nữa đi. Đây là khổ qua cô để mua tặng cho vợ chú Thanh Sang cả nhà. Hôm nay thì mình cũng may mắn ha, nãy giờ mình đi vòng vòng ở trong kia mình chạy ra đây, đúng là số em mai cô chú anh chị. Hôm trước thì em cũng tới buổi sáng là xém một xíu là cô Ngọc Quyền về, nhưng mà rất là may là đã ghi hình được. Nó đây là có gì rau đắng nè, rau đắng nè cả nhà. Cái này cái gì ta? Ớt nữa rừng. Cái gì? Ngót, bùn ngót. Phải đâu phải? Bùn ngót. Không phải. Cái gì? Cái này mà bùn ngót cái gì? Hỏi không tin hỏi cô. Không phải. Cá. Một ly nước mía. Chơi luôn. Trời ơi, bùn ngót, cái không? Cô ơi. Cá độ đang cá độ. Cô cho con hỏi coi cái lá này lá gì cơ? Ủa sao nó kỳ vậy? Lá bùn ngót nó ngộ mà ta. Đa luôn. Một cái đỏ, không có bùn ngót này tính nó ở nhà trồng nó vậy. Ủa sao cái lá nó bự hơn mà ta? Cái này là bữa nay là cả nhà nó bị không? Các bạn đi cũng muốn coi cái đỏ lại gì. Đây chú anh chị.
cô đến đây có thắp hương chùm chôm này nhìn thấy mà vừa đẹp cái màu nó đẹp quá ha, chùm lông lông mà lông lông nhuyễn à, lông nhuyễn đẹp tay cơ bản là cái cầu nó ấy à, lông nó đều á, lông nó đều nó đẹp, trái nó bự á, thái thì trái nhỏ, nhìn nó dễ thương, nhìn thấy là thương rồi. Mà cái chùm chôm này là như là nghe nói là ở nhà cụ trồng á. Vậy hả? Trời đẹp quá vậy. Đây, em có trái chôm chôm này lạ nè, trái chôm chôm này lạ nè. Chôm chôm lép. Này. Chôm chôm lạ nè. Ờ. Trái đó thiếu chất. Trái này con của trái chôm chôm nhỏ, chôm bự. Thiếu chất. Dành ăn không lại mấy trái kia. Giờ mình đến đây mình quay xuống gì thôi thì Linh thì đang đợi nhân của Mộn Sang sang bữa nay hình như em thấy là có heo quay bánh mì. Heo quay đó anh mới đậy lên đó tại vì thấy có mấy con rồi ơi. Cô khui bia cho cô. Cô ơi. Cô. Chú cái trái đẹp bự dưới hả? Bên hỏi cô đợi cái trái đây đây cô. Khui bia đi cô. Cô thấy có bia mà. Cô. Cái trái đi không rồi. Dầu xi nó cũng dưới đây. Cái dầu của mình á mà cái loại này. Cô trái đây, trái dưới đây gì? À, cô chú anh chị mình chờ cái video tiếp theo nha. Video tiếp theo là sẽ gặp được vợ của chú Thanh Sang. À, cô chú anh chị. Đây. Cô thường hay coi Facebook hơn là YouTube hả cô? Coi YouTube đi nó sẽ dễ hơn cô. Bà con cô cậu với lại chú Thanh Sang. Con nãy gì? Cô tên gì cô? Biết Facebook nó quan YouTube không à. Cô Bình Dương Như Ngọc. À cái đó là cái tên Facebook của cô hả? Bình Dương Như Ngọc. Vậy là tên cô là tên Như Ngọc à? Cô Như Ngọc. Cô. Phải cái chim chim nhà của chồng cô. Hay vậy ta. Nó còn lên chôm vàng chôm đỏ. Cô tên là Như Ngọc, bà con cô cậu với lại nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang cô chú anh chị. Thì một chút xíu nữa đây thì cả nhà sẽ thấy được vợ chú Thanh Sang nha. Em sẽ chia sẻ cho cả nhà. Ai chưa đăng ký kênh đăng ký lại lẹ nha cả nhà để thấy được cái video mới và video hay của em nha. Có khán giả hỏi em ruột đâu mà em ruột. Cô đến đây là mua để tặng cho bà con là có những cái loại rau gừng. Công nhận cái lá rau ngót này thấy lạ luôn á. Thái mà. Ờ. Tôi thấy. Rau ngót này lần tiên mình thấy luôn á. Hồi nãy tưởng đâu cái lá gì thôi. Ngót ừ, thấy lạ luôn á. Đây là cây này gọi là dây chùm bao cả nhà. Chùm bao mà ở dưới quê em gọi là chết mau. Chùm bao. Cây này là một vị thuốc. À, nếu tên khoa học của nó còn có một cái tên khác nữa là cây lạc tiên. Cái rau này rau gì nè? Cây này là cây lạc tiên, rau chùm ngay. Rau này ăn gì? Nấu canh. Nấu canh. Gạo đay chứ không phải gạo đay. Gạo đay nấu canh chua. Ớt xiêm. Ăn sống đó, ngon lắm. Ớt này ớt chim ỉa. Mình ăn canh chua cái mình cắt bỏ vô quá. Thơm. Với lại mình khi mình ăn cơm gà hay gì đó. Cái này á là cô chú anh chị ăn là ngủ được nè, ăn được ngủ được. Cái này kêu bằng rau sạch đó. Rau sạch rau gừng không à. Đây này là cây gạo đay nấu canh chua. Xả. Cô đem đủ thứ luôn. Này gì đây? Lá lốt, tô đắng, khổ qua. Khổ qua này là chấm mắm à cả nhà. Cô đó. Chấm mắm kho rồi đó. Vậy hả? Nội vậy. Hoặc là mắm sống rồi đó. Ai mà biết ăn mắm sống chấm mắm sống hoặc mắm kho là thôi rồi luôn. Phải ăn nói là nhất cái nách. À, cô bị cô tả cái mình nó màu tại sao nó kiếm cái màu vàng đâu có đúng không? Tại sao nó màu vàng cô? Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, một việc chia sẻ ha để cả nhà xem cái video tiếp theo của em là video là giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn là vợ chú Thanh Sang nha cả nhà. Người thân chú Thanh Sang xuống đây để em chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và bye bye cả nhà.